Ok rồi, xin chào các bạn. Thì như tôi đề cuối video thì ngày hôm nay mình sẽ trên tay nhanh cho bạn xem về cái chiếc LG G7 cộng TinQi. Thì đây là cái máy mới mà Estobay vừa mới lấy về, vẫn được để mình trên tay cho bạn xem. Thì phiên bản mình trên tay là phiên bản màu xanh. Ok, thì trước khi mình nói về cái máy này, mình sẽ cho các bạn xem về cái hộp đựng cũng như là về phụ kiện trước. Thì đây là cái hộp đựng của phiên bản mà LG G7 cộng TinQi. Bạn thấy là cộng rất đơn giản, một cái màu đen. Tên sản phẩm là phía trước. Thì cái phiên bản này là phiên bản sách tay thị trường nhà mạng của Hàn Quốc, KT bạn ha. Rồi và bên trong sẽ có dung lượng là 128GB cũng như là Hey Google, và nó được trang bị là con chip Snapdragon đấy của Qualcomm. Rồi thì tiếp đến mình sẽ có phụ kiện như là một cái bịch giấy đây không quan tâm. Mình sẽ có thêm là một cái sợi cáp, thì cái cáp này nó sẽ là màu trắng và chuẩn là Type-C. Tiếp theo mình sẽ có thêm một cái cục sạc nữa. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái điểm khá là kỳ lạ, đó chính là mặc dù cái máy này nó hỗ trợ công nghệ sạc là 3.0, nhưng mà cái cục sạc đi kèm theo thì nó chỉ là cục sạc của sạc 2.0 mà thôi. Không biết là LG có bị gọi là lầm lẫn gì hay không. Mình thấy cục sạc này nó khá là nhỏ bạn ha, khá là nhỏ gọn. Rồi và mình sẽ có cuối cùng là một cái tai nghe. Thì đây là cái tai nghe của LG chứ cũng không phải là gọi là tai nghe gọi là xịn lắm. Rồi đó là về phụ kiện để kèm theo. Thì quay trở lại về cái chiếc LG G7 cộng Plus TinQi. Thì nó bậc nhất đó là về cái phần bậc lưng. Mình thấy là cái phiên bản mình trên tay á thì nó là một cái tông màu xanh, nhưng mà mình thấy là nó rất là bám bộ hô vào dưới bên tay. Đây, mình lười chùa lắm cho bạn xem kỹ luôn. Thì mặt lưng này á, khi mà bạn nghiêng vào những góc sáng khác nhau, khi mà xài ngoài trời thì nó sẽ chuyển từ cái tông màu đậm sang cái tông màu lợt, nó cũng khá là đẹp mắt. Còn về thiết kế tổng thể thì nó vẫn không khác biệt nhiều nếu mà so với lại cái phiên bản mà LG V30. Mình sẽ có một cái cụm cam bracket được dọc như thế này, và cả hai ống kính đều được phân giải là 16 chấm. Không đó thì cái giống thường á thì nó sẽ có khâu độ là F1.6, còn góc chụp góc rộng lên tới khoảng là 108 độ thì nó sẽ cái khâu độ của nó sẽ là 1.9. Mình sẽ có thêm một cái đèn laser chạy nét nữa và một cái đèn flash ở đây. Bên dưới sẽ là một cái cảm biến vân tay một chạm. Đây là tên sản phẩm và dòng dưới LG. Thì cái phần cạnh phần sau của cái chiếc máy này thì nó được bo cong bề mại cũng như góc á, được bo cong cho nên khi mình cầm nó sẽ rất là ôm tay và thoải mái. Thì mình thấy là cái việc cập nắm của cái máy này thì rất là ok. Thì vì cái máy này một lưng của nó sẽ là chất liệu kính cường lực vừa lá năm lần ha, như là nó sẽ có chống nước là IP68. Thì đó là về cái phần mặt sau. Còn đây là cái phần cạnh trái của chiếc máy này, thì mình thấy là cái phần khung kim loại của nó thì nó vẫn được làm cùng với tông màu xanh luôn, và được làm dạng như mặt chrome cũng khá đẹp mắt. Mình sẽ có là hai nút tăng giảm lượng, và nút này thì để mà bạn thể hoạt động nhanh cái trình giải ảo của Google. Còn đây là cái phần cạnh phải mình sẽ có thêm là nút bật tắt nguồn. Cạnh trên đây là cái khe SIM, thì phiên bản sách tay thì sẽ là một SIM và như là một cái khe thẻ nhớ. Thì phần cạnh dưới mình sẽ thấy là có thêm hai cái dạng anten nè, cái phần loa ngoài cũng như là một cái cổng Type-C, và đây là cái jack 3.5 để mà sạc tai nghe. Ok, thì đây là cái mặt trước của chiếc máy này. Thì cái chiếc LG G7 cộng TinQi này nó sẽ có kích thước là 6.1 inch, độ phân giải là 2K, và nó dùng cái tấm nền là IPS, cũng như là nó sẽ nó bật nhờ vào cái độ sáng cao lên tới là 1000 nits. Như vậy có thể gọi là xài ở ngoài trời và rất rõ ràng cả khi trời nắng. Thì mình thấy là cái tấm nền này cho màu sắc thì ok, ổn, cũng như là nó hỗ trợ công nghệ là Dolby như HDR10 để bạn có thể gọi là xem phim về tính giải trí thì sẽ ok rất là nhiều. Thì mình thấy là cái máy này LG cũng không có hỗ trợ cái vấn đề là ẩn đi ba cái phía nửa bên dưới. Nó chỉ ẩn khi nào mà bạn vào những cái ứng dụng bất kỳ mà thôi, chẳng hạn mình vào trình duyệt Chrome thì mình thấy nó sẽ mất đi. Nhưng khi mình phải vuốt lên như thế này thì nó mới ra, như vậy cũng khá là bất tiện. Và nó vẫn có một cái thiết kế theo xu hướng hiện nay, đó là về cái thiết kế tai thỏ. Như bạn thấy đây ha, mình sẽ giảm sáng xuống mình xem. Đó. Cái thiết kế tai thỏ này thì nó cũng không có gì lạ rồi. Thì cái tai thỏ này bạn có thể tinh chỉnh được một số, như là mình sẽ vào cái mục hiển thị ở đây ha, và thấy là LG đã thiết kế phần cài đặt á, phần là 4 tab. Cái mục là New Second Screen ở đây. Đấy, thế là mặc định nó như thế này. Bạn có thể nhấn vào đây để mà ẩn đi cái tai thỏ, hoặc là bạn có thể chỉnh được cái màu sắc của nó luôn. Đây, đó, cũng khá là đẹp mắt. Rồi nói chung là về cái đó là về cái phần màn hình. Ok, thì mình sẽ tiến hành gọi là cho bạn xem về cái giao diện cái camera con này ha. Thì nó sẽ có một cái ống chụp thường và một cái ống chụp góc rộng. Thì đây là cái giao diện của nó. Thì bạn thấy là sẽ có biểu tượng nè, thì mình chỉnh góc thường nè. Đó, đây góc rộng, rộng hơn khá là nhiều. Ok, mình sẽ có thêm công nghệ là AI camera này, chuyên dung. Thì bây giờ LG đã chuẩn bị cho nó là cái tính năng chụp xóa phông. Đây là cái giao diện phần của nó, thì nó hỗ trợ quay phim là 4K. Rồi đây là phần giao diện cao trước bạn ha. Nên thì bạn xem. Rồi đây là cái diện camera trước, và nó khi bật chế độ lại lên đó thì mình thấy là nó sẽ xác định đây là mình đang chụp người, và nó sẽ hiển thị được những cái thông tin như là một người và có vật thể gì trong đó nữa. Nói chung thì cái này mình sẽ dọc cho bạn xem sau. Thì đó là về cái phần camera. Còn về cái cấu hình thì nó là có chip lý là Qualcomm Snapdragon là 845, nó sẽ có là 6GB cùng với mỗi trong là 128GB. Thì với cái cấu hình này thì nó thử sức chiến được những cái ứng dụng hiện nay rất là mượt mà, rất là dùng bằng gãi. Nhưng điểm trừ của con này là dùng pin của nó thì nó khá là
ít, nó chỉ khoảng là 3.000 thôi, cho nên nó là cái việc mà gánh cái màn hình nè, độ phân giải cao rồi gánh cả con chip mạnh nữa thì mình nghĩ là cái việc mà xài được một ngày thì như là không thể, nhưng bù lại thì nó sẽ có sạc nhanh. Ok, thì đó là cái phần cơ bản của mình về cái việc trên tay cái con LG V, xin lỗi bạn, cái LG G7 cộng Thiên Quy. Em nào có ý kiến gì về cái chiếc máy này thì bạn có thể comment bên dưới video bạn ha. Thì mình nghe nói là cái con máy này hiện tại giá bán của nó khoảng là 18 triệu. Ok, rồi chào các bạn.